Hôm nay mình sẽ đặt cái bẫy này xuống dưới ao ốc để bắt mấy con tôm càng xanh cho các bạn xem. Bữa nay thì mới đặt thôi nha, đặt hai bữa kéo lên coi thì mình sẽ quay cho các bạn xem coi dính tôm càng xanh hay dính con gì. Thì mình bỏ dừa dừa cứng cại nè, bỏ vào cho nó bữa hai bữa tôm nó vô. Dạ, hai bụi bông súng hôm qua mình mới trồng, hôm nay nó nở bông. Mà đây là cái trại ốc giống miền Tây thuộc thành phố Sa Đéc. Xung quanh thì trồng nhãn và trồng mít. Nhãn chuẩn bị có trái nha, tới mùa nó ra bông mình quay cho các bạn xem. Rồi, giờ thì dục xuống ao thôi. Dục sao cho đúng chiều để mấy con tôm nó vào nữa. Vài bữa, hai bữa sau mình sẽ dỡ lên cho các bạn xem tôm. Rồi, tạm thời xuống nước tắt điện thoại nha các bạn. Ngày mai mình sẽ hai bữa nữa mình sẽ ra mình quay mình dỡ lên dính bao nhiêu tôm cho các bạn xem nha. Trên bờ thì mình trồng rau, rau cần ống, ở dưới thả bèo, rồi ốc giống nó sẽ lên trên mấy cái nắp đó, nó đẻ, mấy nắp đó nữa mình sẽ trồng rau luôn.